23, Quyền Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của Dopamine. Anh Linh ơi, để bắt đầu vào cái buổi mình làm mai làm mối ngày hôm nay thì em có cái chuyện này muốn chia sẻ với anh. Nhiều khi cái người trong cuộc á, họ đến cái tuổi họ cập kê đến tuổi lập gia đình, có nghĩa là bản thân họ cũng ý thức là họ cũng căng thẳng lắm rồi, ế rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn là có những người, ví dụ như trường hợp của em chẳng hạn, là bị gia đình rồi, gia đình ba mẹ ông bà anh chị em đó, coi như đốc thúc đúng không? Tại sao chưa chịu lấy? Tại sao chưa chịu? À, tại sao kén quá? Tại sao? Cái áp lực đó đôi khi họ quýu quá, họ lấy đại á. Đúng cái trường hợp lấy đại luôn. Lấy đại xong rồi nếu mà may mắn hạnh phúc không có gì nha, mà không hạnh phúc rồi về là trách móc là do tại gia đình ép quá. Lấy đại là tao không có thời gian tìm hiểu thôi, yên tâm đi, bây giờ tao không thể lấy đại được, tao tới Bạn Muốn Hẹn Hò tao nhờ chương trình để tìm hiểu được ha. Vậy là tốt rồi, không có lấy đại, yên tâm đi nha. Rồi bây giờ không áp lực gia đình nữa. Là có Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Rồi, kéo màn. Sở thích của em hơi con nít một tí. Buồn á, thì em đi tô tượng. Có gì mà thân quá em. Dạ, ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Xin mời bạn. Đẹp lắm, em chào chị, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Trương Mỹ Duyên. Trương Mỹ Duyên. Dạ vâng. Yeah. Mỹ Duyên, diễn viên điện ảnh đó đúng không? Dạ, em nghĩ chắc em đẹp hơn chị Mỹ Duyên ạ. Trời ơi. Thế nào Mỹ Duyên coi truyền hình cũng thấy cái này à. Rồi xin mời chàng trai. Chào anh. Rồi, xin mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ, chào anh. Chào anh, em tên Quang. Em sinh năm 77, năm nay em 38 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chị Duyên ơi, chị là hiện giờ công tác ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em công tác ở công ty nông sản. Em là nhân viên kinh doanh. Duyên ơi, ngoài thời gian mình đi làm thì thời gian rảnh rỗi mình, sở thích của mình là làm gì? Sở thích của em hơi con nít một tí. Buồn á, thì em đi tô tượng. Với coi phim hoạt hình quá em. Thay vì cái thời gian mà bạn đi tô tượng đó thì bạn phải lo bạn địa qua địa lại nên có ai được làm đi chứ, mình lấy đi chứ, giờ này mình cứ tô tượng hoài chết luôn á. À, khó lắm chị, đi tô tượng mà địa qua địa lại là nuôi gạo lâu lắm đó. Anh muốn vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi hả? Có bao giờ mơ thấy vợ tương lai của mình không? Cũng mơ mà không thấy. Vậy anh có nghĩ trong cái trí tưởng tượng của mình vợ mình sẽ ra sao không? Anh khỏi tưởng tượng, chút anh nhìn qua đây anh thấy liền à. Hồi đó giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Một anh. Một, lâu chưa anh? Cũng lâu rồi, hai mấy tuổi tới giờ. Nhưng mà mối tình nó kéo dài mấy năm? Mấy tháng. Lâu quá à. Sao mới quen mấy tháng chia tay rồi anh? Tại vì tuổi không hợp anh. Không hợp, anh thấy không hợp hay cô kia thấy không hợp? À, cả hai bên đều thấy không hợp. Duyên ơi, vậy thì mình tự nhận xét về mình thấy mình là một người như thế nào? Ưu điểm của bạn? Em nghĩ tự nhiên giờ em nhớ khuyết điểm không nhớ. Đó, okay, cái khuyết điểm càng tốt. Khuyết điểm mà mọi người nhìn vào thì thấy em là người nóng tính. Còn ưu điểm thì em nghĩ là có thể là em làm việc gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh, gọn. Em ơi, nóng tính khi nào không đánh đàn ông em? Anh, em có học Taekwondo, hình như em cũng đai đen nhất đẳng đó anh. Nhưng mà đánh đàn ông thì chưa đâu anh. Chắc cưng thì nhiều hơn á. Nhưng mà tương lai đánh không? Cái đó hên xui anh. Trời ơi. Trời ơi. Chị, Duyên ơi, cái đó không sao đúng không? Em có thể chị được. Bên đây nhìn ngầu lắm á, đai đen nhất đẳng á. Đánh cũng đâu sao đúng không? Dạ. Vậy mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông mà mình muốn đi con đường dài với mình là người như thế nào không? Nói chung á thì anh chàng đó thì đừng có hà khắc quá, với đừng có ép buộc em vào những cái khuôn khổ. Ví dụ như đơn giản một cái anh chàng cứ sáng sớm anh hỏi em ăn sáng chưa, cứ chưa em ăn, chưa chưa chiều em ăn chiều. Ví dụ như bạn muốn hỏi thì sao? Đơn giản buổi sáng có thể đi, không cần thiết phải em ăn sáng chưa, một cái câu đại loại nào. Hỏi ví dụ tắm chưa? Không, cái tắm hết là không cần hỏi. Ok, ta nói là sao? Đổi đó, thay vì hỏi ăn sáng, hỏi ăn tắm chưa? Cũng được anh, ví dụ như đổi cái câu đi. Chứ đừng có bữa nào cũng ăn sáng chưa, ăn chưa, chưa, ăn chiều chưa. Nó lặp lại, nó cảm giác rất đúng là nhạt. Đúng rồi, nhớ nha, mốt hỏi về nha. Rồi, vậy những cái điều nào bạn không thích về người đàn ông của mình? Em cũng chưa gọi là có khuôn mẫu sẵn. Chỉ quan trọng là khi tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó thì mới biết được là anh ta ok. Chứ mình không kỵ một điều gì đúng hết ở người đàn ông. Anh đã nghe hết bên kia rồi, hình mẫu lý tưởng vậy rồi.
Anh định ra hình mẫu của người phụ nữ bên cạnh anh như thế nào? Trắng một chút, đừng có đen. Đừng có đen quá, đen cái này được không? Rồi sao nữa? Tóc dài. Tóc dài. Tóc bên kia mới dài không? Dài lắm anh. Ưu điểm của anh là gì? Đối với công việc thì em dứt xuyên. Khi mà công việc chưa xong thì em vẫn làm cho xong thì thôi. Khuyết điểm? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm của em là việc nhà, dở công việc nhà. Công việc nhà hầu như là không làm. Để hỏi bên đây coi Duyên ơi, Duyên nữ công gia chánh việc nhà thì bạn chấm bạn mấy điểm, bạn như thế nào? Mọi thứ em đều có thể làm. Đàn ông làm được, em làm được. Sửa ống nước em làm cũng được. Riêng nấu ăn thì... Chà, căng à, căng à. Người không biết nấu ăn hả? Nói chung thì em nấu mì gói được anh. Cơm em cũng nấu được, còn mấy cái kia thì hên xui. Nhưng mà mọi người nhận xét em một điều là... xui nhiều hơn hên. Chắc. Bây giờ hai người nói qua nói lại tôi thấy cũng hiểu nhau rồi. Để coi tư vấn viên ở dưới. Coi người bạn ở dưới nè. Dưới thấy cái, mấy cái bảng cũng hấp dẫn lắm nha. Duyên ơi cố lên, xinh là lẹp mà lẹp bẹp. Đâu đưa bảng lên coi mấy là bạn. Là sao? Ủa xinh mà lẹp lẹp là xinh sao vậy chị, bạn ơi? Chị Duyên là rất theo em là đẹp. Đẹp dạ. Đẹp xong để đẹp mà để lẹp lẹp. Lẹp lẹp là có nghĩa là nói cho nó dễ xương tí. Dễ xương đấy. Dạ. Dễ xương giống như mấy em đi tô tượng vậy đó. Dạ. thấy anh bên đây được không? Đàn ông đối với em là em không cho cao điểm. Trong em chỉ cho được 7 điểm thôi, anh này thì cho chắc được 5 điểm. Thấp vậy? Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Anh dạ. Này nhắm đó, gì đó. Không ổn rồi, không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi em cũng có học qua mà. Có mà em thấy anh không có nổi đâu. Thiệt. Thiệt. Bây giờ hai người ăn mì gói suốt ngày luôn hả hay sao? Hay là cơm với nước mắm với trứng chiên? Giờ cái khoản đó giờ sao? Bên này dễ thương vô cùng, có điều là nữ công gia chánh hơi tệ. Cái đó đâu có gì đâu anh chị. Cái đó học biết dễ mà. Ai học? Thì thí dụ trong gia đình. Giờ ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Dạ, bắt anh đi học nấu ăn dạ, chịu không? Không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều cái nghề tốt thôi đâu có gì. Có nghĩa là học cái gì? Dạ. Không học là lên đường. Ở đây vậy à? Chịu rồi. Trời ơi. Nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không lắm nha. Chị nghĩ là nội mà em cưng không người ta cũng dễ vỡ nó, đừng nói chi mà. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không? Không anh cứ cho điểm thật đi em biết anh. Không dễ thương. Mình ít khi nào cho điểm phụ nữ lắm. Tại vì mình đối phụ nữ là số 1 rồi, không bao giờ cho điểm. Vấn đề là nếu ảnh có gì đừng đánh anh còn được. Nhờ người khác đánh anh. Anh hiền lắm, dễ thương lắm. Ngồi cũng cười không à. Hai người đi hợp đó nha. Rồi thôi giờ mình kéo màn lên đi. Coi dữ dội mức độ nào nha. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Dữ dội lắm đó. Chào anh, em là Trương Lý Duyên. Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5. Nhà anh ở đâu ạ? Quận 11. Quận 11 ạ. Nãy bé nó cho anh 5 điểm thì hơi thấp. Nếu mà đối với em thì anh rất ok 8 điểm. Còn về tính cách thì em chưa biết. Anh nhìn thấy em, anh cảm thấy ok không? Ok, nếu mà dáng người thì là hơi mập tí. Còn nó đã chứ gì đâu mà. Cảm nhận thời sao? Thời gian rảnh rỗi thì anh đi đâu? Thường thì anh xem phim, nghe nhạc. Anh thích xem phim gì? Phim gì có là coi phim đó. Nay coi phim hoạt quả không à? Dễ hả? Anh cũng có coi nhưng mà em đi thỉnh thoảng coi thôi. Chứ không thích coi ngoại nhiều. Lớn rồi mà, không phải nít đâu coi hoạt quả. Không sao anh. Tại vì nhiều lúc coi phim ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi. Giống như có thể anh thích coi phim hành động, em coi phim hoạt họa. Cái đó anh em mình có thể dung hòa với nhau, không sao hết. Bữa hôm nay em đi với anh, hôm sau anh đi với em. Một người phụ nữ quá là tâm lý luôn. Rồi mỗi người nói với nhau một câu nữa chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự thì khi tham gia chương trình này á, em cảm thấy chưa chắc là mình đã kiếm được, tại vì 33 năm em chưa kiếm được cái người cảm thấy ok. Nhưng mà em cứ nghĩ là khi đến đây thì chắc gì anh ok với em, nói thẳng câu như vậy. Nhưng mà bề ngoài thôi, tính cách anh thì em vẫn chưa biết, thì em cảm thấy anh ok. Thì như em nói thì dạ, có duyên gặp nhau thì mình sẽ có duyên là bạn, đúng vậy thôi.
Dạ, coi như là bạn trước đi, đúng không? Giờ là bạn rồi đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Dạ. Anh xong câu xong rồi đó. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu thì... rồi. Tại sao anh thấy rồi anh? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Có một câu trời ơi, bỏ câu đó đi, nói cảm nhận cái coi coi nó ngọt ngào chút xíu cái coi. Em hơi mập rồi mà không à. Mấy tôi ngồi tôi hoài luôn tới chân. Cảm nhận của em là bạn đây cũng là một người lanh, tanh lại, hoạt bát, vui vẻ, dễ tiếp xúc với mọi người, hòa đồng. Hết thời gian. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò chúng ta không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Một. Nếu nhắc tuồng kệ người ta nha anh, mình cứ suy nghĩ bình tĩnh nha. Hai, ba. Hết thời gian. Hết giờ. Ủa có nhắn không anh? Không. Một cô gái rất là bản lĩnh, rất là dễ thương, phải nói là rất là năng động và rất là tâm lý. Anh khó tìm người phụ nữ thế này lắm đấy. Dạ, không biết. Tại sao anh không nhấn? Thật sự từ nhỏ lớn má em nấu ăn cho em ăn không à. Nếu mà không biết nữa thì thiệt thật là một đời rất khó anh. Vậy hồi nãy anh nói láo với em rồi. Đi dạ, học em. Thôi. Cũng như anh nói, có thể là anh không có thích cái việc phụ nữ không có nấu ăn được. Có thể là sau này em cũng sẽ nấu ăn được, nhưng mà tại vì quan điểm ban đầu nhiều lúc ai biết được, không thể hứa được cái việc đó anh. Thì em rất là thích anh tại vì anh chọn như vậy. Như anh đã nói thì mình vẫn là bạn bè thôi, nhưng okay. Không có gì. Bây giờ mình tìm mấy các tường để làm cho anh thoải mái hơn, gọi là anh đỡ nhút nhát hơn. Dạ. Nhưng mà thực chất là anh rất là dễ thương, rất là thật lòng. Không à. Đúng rồi, nhưng mà cố gắng mình đừng có gọi là bối rối cho phụ nữ, nó mạnh dạn xíu thì mới mau có người yêu được. Dù sao nữa thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Một ngày nào đó nói có đám cưới cũng... ai đó cũng nhớ mời Quyên Cát Tường nha. Dạ, em cũng cảm ơn anh Việt Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn bạn chương trình đã cho em gặp mặt hôm nay. Em cảm ơn anh và cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Rồi. Hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thầy phải học phổ thông giống các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1, nó là 13 năm. Thôi bây giờ mình sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng điệu với nhau được hay không, có chọn nhau hay không. Hả Mang? Rồi xin mời bạn trai. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào anh. Mời anh ngồi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Vâng. Rồi anh chào xíu con người tên gì. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Viền Linh và em chào các bạn khán giả của trường hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty May ở quận 12 ạ. Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Cái khai sinh là em sinh năm 1982, nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông giống các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ em nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu ạ. Dạ. Nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào?
Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều tí. Nói nhiều? Dạ. Nhưng đâu mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy, sinh viên mừng lắm. Hình như cái ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ, em thì nói chung là có quyết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính? Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chào chị. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt này, em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy chị học thì cũng ở lại học, mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Dạ. Đó có phải lý do của nó, vì dạ, tính em thật quá mà người ta nói thật thà thì ăn cháo mà bố láo thì ăn cơm. Em không có đó là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng rồi, bố mẹ em hối em nhiều quá nên em... À bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? Không, cũng muốn á. Dạ cảm ơn thầy. Trời, cảm. Trời ơi trời. Con mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ? Ngộ rất ấn tượng đó. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng, nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ em không thích là nói nhiều. Bởi vì dạ, bởi vì em thì cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì em nổi điên lên em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó, em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có nấy ưu điểm thôi. Dạ. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều quá, cả trang 2-3 trang giấy cũng có. Thực ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nó một vài khuyết điểm nữa coi. Em nhớ lại coi nhiều lắm mà em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mẹ em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? À còn có hai đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, chị cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm á. Dạ chắc dễ thương lắm đấy. Nhưng mà hơi lăng nhăng tí thôi. Dạ không sao, gì em kỹ. Ở trường anh có dễ thương, có vui vậy không vậy? Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. À, cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ, bản thân Quỳnh cảm nhận Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là quỷ của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài nói điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á, luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Dạ. Ha, tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Dạ. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá. Dạ đó. Nó cũng dạ, không dạ hay. Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ dạ. Rồi ok, mình sẽ kéo bạn lên. Và nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm, chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia hay không. Dạ. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều dạ khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có dạ thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi dạ, kéo mặt để lên. Ngâm cứu. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ, cũng bình thường.
bình thường là như tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu: chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy, đẹp trai, xì tin, cu te. Anh chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi à, bấm chuông này. Chưa, mới có 1 phút mà. Ba nói à, giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ ấy. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mình đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói thử, tiếng thử anh yêu em thử coi được không? Xin lỗi anh Linh, cái câu này anh chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử coi làm cái cảm giác sao, nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi. Đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết đời rồi. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải chị vẫn không hiểu. Em thực ra là em rất ít nói. Em người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ từ, đợi xíu. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. 2. 3. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút rồi. Mà em nhìn thấy cũng không thích lắm nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao ta dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, để nhìn với thích với sáp vào nhau được chứ không 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 thích sáp vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không đồng ý nhấn nút chọn thầy? Dạ, bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em. Nên em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó. Dạ. Trong nay mai. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Rất mong được gặp lại. Chưa bắt tay anh mà chưa cảm ơn anh. Bây giờ mới được có điều kiện, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện nữa. Dạ, dạ. Tôi rất muốn gặp anh để nói chuyện nhiều hơn. Chương trình mà em cảm ơn anh Bình Minh và chị Cát Tường nhiều. Rồi. Dạ. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh chị. Mặc dù là hôm nay mình không có thành công trong cái việc kết đôi, không có cặp đôi nào đồng ý hẹn hò với nhau hết, nhưng mà thật ra cũng vui, bởi vì họ cũng đã có một cơ hội đến đây để chia sẻ những quan điểm của mình. Có thể là trong chương trình này mình mai mối không thành, nhưng mà những khán giả ngồi xem chương trình sẽ thấy được tất cả các bạn này, biết đâu có ai đó người ta sẽ kết nối, người ta thấy hợp với người ta. Trên sân khấu bạn muốn hẹn hò có rất nhiều tính cách. Đúng. Chúng ta có thể trải nghiệm với những tính cách đó để chọn cho mình một người bạn đời thích hợp hơn. Và mong rằng với những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm đó sẽ giúp cho tất cả những cặp đôi có nhiều kinh nghiệm hơn để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn Double Minh đã tài trợ thực hiện chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Dựa theo format của Đài Truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Hãy đón xem Bạn Muốn Hẹn Hò vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.